Xin chào các bạn. Trong video này, Đức Huy Lê Challenge sẽ hướng dẫn các bạn cách gõ chữ tiếng Việt và giải thích kỹ hơn về sự tương thích giữa phông chữ và bảng mã khi chúng ta gõ tiếng Việt. Trước hết, ta đi vào cái phần cách gõ tiếng Việt. Thì để gõ tiếng Việt, các bạn cần phải tải và cài đặt cái phần mềm UliK hoặc VietKey. Thì cái link tải cái phần mềm UliK tôi có để bên dưới video này phần mô tả. Các bạn có thể tải về cài đặt. Quá trình cài đặt rất đơn giản nên là tôi sẽ không nêu lên ở đây. Sau khi các bạn cài đặt xong thì cái shortcut của phần mềm UDK hoặc VietKey sẽ ở góc phải bên dưới đây. Để viết tiếng Việt thì ta phải kích để cho nó hiện chữ V, nó sáng như thế này thì mới viết được tiếng Việt. Tiếp theo, cái điều kiện để có thể viết tiếng Việt đó là ta phải có phông chữ để gõ tiếng Việt. Thì các bạn cũng có thể kích vào chữ hiển thị thêm bên dưới video này, chỗ phần mô tả tôi có để link tải các phông. Sau khi các bạn tải về máy thì các bạn tiến hành giải lén và chúng ta sẽ copy vào thư mục ổ C, phần Windows và phần phông đây. Ta sẽ dán toàn bộ các cái file phông chữ vào cái thư mục này. Đấy, ở đây tôi đã có đầy đủ rồi. Như vậy là một bước cơ bản để có thể viết tiếng Việt. Tuy nhiên để viết tiếng Việt thì chúng ta cần phải hiểu được là sự tương thích giữa phông chữ và bảng mã. Thứ nhất, khi chúng ta sử dụng các phông chữ tương thích, thường dùng hiện nay là các phông như là Times New Roman, Arial, Tahoma, Veranda chẳng hạn. Đây là các phông hiện giờ sử dụng phổ biến trên mạng, internet và trong soạn thảo văn bản. Thì để viết được các chữ tiếng Việt với các phông này thì chúng ta phải chọn phông trước. Sau đó ta phải chọn bảng mã tương thích với các phông này để có thể gõ được tiếng Việt. Thì các phông này thuộc bảng mã Unicode, do đó ta kích chuột phải vào cái phần mềm UDK của chúng ta. Ta chọn bảng mã và ta chọn Unicode giữ sẵn đây. Nếu như các bạn chọn các cái khác thì sẽ không viết được tiếng Việt, sẽ bị lỗi phông. Và bây giờ ta chọn, ta gõ tên tiếng Việt đấy. Ví dụ như là Lê Đức Huy đang giảng bài chẳng hạn. Đấy. Thì đó là các phông chữ thuộc bảng mã Unicode. Tiếp theo, đối với các phông chữ thuộc bảng mã TCVN123 chẳng hạn, thì các cái phông như là VN Tham, VN Tam Hoa, nói chung là các phông có chữ VN đằng trước, thì ta phải chọn phông chữ trước. Đây tôi sẽ chọn là VN Tham. Tiếp theo ta phải chọn lại bảng mã. Thì lúc trước là đang để Unicode, bây giờ ta phải chuyển bảng mã sang TCVN3. Đấy. Và bây giờ ta sẽ viết tiếng Việt, ta sẽ viết đúng cái chữ như bên trên. Như vậy là cái điều kiện để có thể gõ được tiếng Việt thì ta phải có phần mềm UDKey hoặc VietKey. Thứ hai là ta phải có cài copy vào phông. Và thứ ba là phải có sự tương thích giữa phông chữ và bảng mã khi chúng ta gõ. Trường hợp thứ ba là đối với bảng mã VLE Windows thì các phông chữ tương thích thường dùng, ví dụ như là VLE Time chẳng hạn, thì các phông này đều có chữ VLE đằng trước. Thì ta sẽ chọn phông, ở đây tôi sẽ chọn phông là phông VLE Time. Đấy, và đây là thử là ta không đổi bảng mã xem có viết được không. Vẫn viết được các bạn ạ, nhưng mà bị lỗi phông, đó, lỗi phông rồi. Đấy. Bây giờ ta sẽ xóa đi và ta đổi lại cái bảng mã. Ta chuyển sang bảng mã là VLE Windows. Thì khi đó cái bảng mã này nó mới tương thích với cái phông này. Thì mới gõ được tiếng Việt. Nhiều bạn không gõ được tiếng Việt thì đa phần là do các cái phông và bảng mã chúng ta không tương thích với nhau. Chứ còn chúng ta biết rằng là phải có phông và phải có phần mềm UDK hỗ trợ. Thì đó là cái cách gõ tiếng Việt và giải thích rõ hơn cho các bạn về sự tương thích giữa phông chữ và bảng mã khi các bạn muốn gõ tiếng Việt. Đề nghị các bạn kích vào nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Challenge. Xin chân thành cảm ơn.